Gone, huh? Gone, huh? Huh? Good job. Đừng bao giờ để cái đầu hút mũi chung với lại bình sữa của con nha. Ok. Để nó một con riêng. Ngày mai các bạn đã vệ sinh cái đồ con sữa, cái đồ hấp đồ cũng được. Ừ, cả hai luôn á em. Phải rửa hết toàn bộ á. Ừ. Hmm? 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 Hmm